Em xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Em đã tiếp tục mang đến cho các bác một cái mẫu loa chung. Thì cái mẫu loa chung này thì bên ngoài của nó cũng rất là nhỏ gọn thôi, loa chung của Bioner với cái mã sản phẩm là HT B8801. Thì cái loa chung này, các bác nào mà đang cần cho mình một cái loa chung nhỏ gọn nhưng có thể mang đến những cái âm thanh trung thực, sạch sẽ về cái tiếng lời nó mang ra, thì các bác có thể tham khảo thêm cái mẫu này. Thì cái mẫu loa chung này bên ngoài của nó sẽ được bọc khử từ, thì cái công nghệ khử từ á, thì nó sẽ tránh được những cái trường hợp như là tương tác từ những cái từ giường của những loa xung quanh á. Đấy, thì các bác có thể tham khảo thêm cái mẫu này, rất là nhỏ gọn thôi. Thì cái model sản phẩm của cái loa Bioner này với mã sản phẩm là HT B8801, những cái thông số cơ bản như là trở kháng nè, 8 ohm, công suất mát của mỗi loa sẽ là 120W và độ nhạy sẽ là 90 decibel. Thì bên cái mặt sau á, thì những cái thông số này, những cái tên của sản phẩm thì được in chìm, nhìn rất là đẹp. Đấy, củ từ được bọc khử từ, và ở đây sẽ có hai cái cầu loa, đây có ký hiệu sẵn là cộng là dương trừ là âm, và cái khung sườn tuy nhỏ gọn thôi nhưng mà cái khung sườn cũng rất là chắc chắn. Đây, nhện loa và mặt của trước của nó có một cái gân cao su rất là đẹp, cũng như là có thể độ đàn hồi rất là tốt. Thì ở video clip này em sẽ giới thiệu thêm, cũng như là em sẽ test cái chất âm của cái mẫu loa chung này để cho các bác có thể biết được cái chất âm của nó sẽ phát ra như thế nào. Thì em sẽ đo kích thước của vành, sẽ cho các bác nào mà đang cần để lắp và thay thế cho những cái chiếc loa chung ở nhà đã cũ, hoặc là cái tiếng lời nó không hay, không sáng, không trung thực, thì các bác có thể tham khảo thêm. Thì cái đường kính cả vành sẽ rơi tầm khoảng 11,5. Thì em sẽ đo luôn cả cái thông số của cái viền cao su này sẽ là 10 cm, và cái đường kính của củ từ sẽ tầm khoảng 8,5, và chiều cao của loa sẽ tầm 7 cm. Đấy, thì ngoài các bác có sử dụng những cái mạch phân tầng ở trong thùng loa, thì ngoài đó ra các bác có thể sử dụng thêm, nếu mà các bác không có mạch phân tầng thì các bác có thể sử dụng thêm cái cục cái con tụ hỗ trợ cho loa chung. Đây, thì ở đây em cũng lắp sẵn một cặp rồi, thì bây giờ em sẽ test chất âm của cái con loa chung này để cho các bác có thể cảm nhận được cái chất âm của nó. Thì như các bác cũng vừa nghe được cái chất âm của cái con loa chung này, cái tiếng âm nó ra rất là sáng, âm thanh rất là trung thực. Đấy, thì các bác mà đang tìm cho mình một cái cặp loa chung nhỏ để lắp vừa cái thùng loa của mình, gia đình của mình á, các bác có thể tham khảo thêm, chất âm rất là hay. Các bác cũng đã nghe thử, thì một cặp như thế này bên em đang có giá là 680.000 cho một cặp. Thì các bác có thắc mắc gì, các bác có thể liên hệ với em số điện thoại là 0935 980 281, đó cũng là số Zalo của em, hoặc là các bác có thể đến địa chỉ trực tiếp là 134-26 đường Nguyễn Thập, phường Bình Thuận, quận 7. Thì các bác có thể đến mình sẽ tư vấn chi tiết hơn về những cái sản phẩm ở bên em. Thì cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.